Dưới cái nắng gắt sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021 tại tỉnh Tiền Giang, cả ngàn người dân chạy xe máy vẫn chấp nhận chờ đợi để được qua chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 để hướng về các tỉnh miền Tây. Trên xe máy, họ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Có gia đình còn đưa theo cả con nhỏ. Thậm chí, có cả một chú cún trên hành trình dài về quê này. Từ rạng sáng ngày 1 tháng 10, hơn 1.000 người dân đi theo hướng từ Long An về các tỉnh miền Tây đã chờ đợi trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ tỉnh Tiền Giang để đợi qua chốt quốc lộ 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo tăng cường lực lượng trực chốt, bổ sung đội y tế để xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân. Với những người không về Tiền Giang, nếu kết quả xét nghiệm nhanh âm tính và người dân ký cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì sẽ được lực lượng tại chốt tạo điều kiện tiếp tục di chuyển về quê nhà. Còn những người về tỉnh Tiền Giang thì sẽ được giữ lại để chờ đưa đi cách ly tập trung theo quy định của tỉnh. Trong thời gian chờ đợi, người dân cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống để đỡ mất sức dưới nắng nóng. Nhiều người chờ đợi trước chốt cho hay, họ đến đây từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Thời gian qua, họ cố trụ lại thành phố, nhưng đến nay đã hết tiền, phải tìm đường về quê sinh sống. Em làm bên xây dựng. Thợ hồ á? Dạ. Em làm thì xây dựng thì anh biết nhà xây nhà phố mà, thì chỗ nào xây thì cho em đến nó xây thôi. Xây xong. Cà Mau một bên, cậu lên đập tư. Hiện giờ là đi về đâu? Dạ, em về Mỹ An. Mỹ An, Mỹ An Tháp 10 ha? Dạ. Giờ là ở trong người sao, tiền bạc đồ còn không? Dạ, tiền em giờ còn được 5 mấy nghìn. Rồi. Còn nhiêu tiền? Dạ còn được tiền. Đầu móc là cái. Giờ là xăng cổ còn không? Dạ bà tăng kia cho em cái tại là chứ. Xăng còn nói chung thì chắc đi khoảng tới gần tới. Qua nãy có ăn uống gì không? Dạ hồi sáng có đi chốt trên có mấy anh nhận cho. Nhiều người có quê ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang cũng cho biết đã di chuyển về quê qua quốc lộ N2, nhưng phía tỉnh Đồng Tháp buộc phải quay đầu nên cả đêm qua họ phải đi theo quốc lộ 62 để về thành phố Tân An, tỉnh Long An và sau đó mới đi tiếp theo hướng qua tỉnh Tiền Giang trên quốc lộ 1. Ở Tháp 10 Đồng Tháp thì em qua chốt từ em đi hồi 4 giờ sáng. Đi về từ đâu vậy? Đi về từ đâu? Em từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn. À, đi về tới ngay chỗ cầu ông lớn của Hóc Môn thì bị chặn lại. Rồi mới chạy theo quốc lộ 1A, em chạy từ 4 giờ sáng tới đây. Quốc lộ N2 cũng về Đồng Tháp sao không đi? Nhưng mà đó, người ta không cho qua. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, thông qua Ban liên lạc Hội đồng Hương Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang sẽ tập hợp những công dân có quê ở tỉnh Tiền Giang đang kẹt lại tại thành phố Hồ Chí Minh, có nguyện vọng về quê để đưa về. Chuyến đầu tiên mà tỉnh Tiền Giang tổ chức xe đón công dân về quê dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 10 tháng 10 tới, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ có thai, có con nhỏ với số lượng không giới hạn.